Tư Mã Ý 179 7 tháng 9 251, biểu tự Trọng Đạt, là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụy. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc bắc phạt của Gia Cát Lượng. Sau một khoảng thời gian dài nhẫn nhịn Tào Sảng để chờ thời cơ, ông đã tiến hành một cuộc lật đổ ngoạn mục vào năm 249, khiến Hoàng đế Ngụy chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Từ đó vị trí quyền lực nhất của ông trong triều đình nhà Ngụy đã tiếp tục được chuyển giao cho hai con ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế của nhà Ngụy, tạo tiền đề cho cháu của ông là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Sau khi nhà Tấn thành lập, Tư Mã Ý đã được cháu mình truy tôn thụy hiệu là Tuyên Hoàng Đế, miếu hiệu là Cao Tổ, nên còn được gọi là Tấn Cao Tổ hay Tấn Tuyên Đế. Gia tộc Tư Mã tự cho mình là con cháu của Cao Dương, hậu duệ của Trùng Lê, hạ quan Trúc Dung. Từ thời Viễn Cổ đến Triều Thương đều giữ chức hạ quan. Đến thời nhà Chu, hạ quan đổi thành Tư Mã. Thời vua Chu Tuyên Vương, tiên tổ Trình Bác Hưu Phụ có công bình định Từ Châu mà phong họ Tư Mã thành quý tộc. Đời thứ 12, Tư Mã ngang theo Hạng Vũ diệt Tần, được ban tước Ân Vương, đóng đô ở quận Hà Nội. Thời nhà Hán, gia tộc Tư Mã đời đời đều ở đây. Cha ông Tư Mã Ý là Tư Mã Phòng, mẹ là Kỳ Đình. Gia đình ông có 8 người con trai, mỗi người đều có một hiệu kết thúc bằng chữ Đạt. Do đó, anh em họ đều được gọi chung là Tư Mã Bát Đạt. Đây là một thuật ngữ để tỏ lòng kính trọng, bởi các nhóm 8 nhân vật tài năng khác trong các thời kỳ trước đều đã được gọi theo cách này. Gia đình Tư Mã Ý ban đầu sống tại Lạc Dương khi Đổng Trác chiếm thành phố, phá hủy nó và rời thủ đô tới Trường An. Anh trai Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng, sau đó đã dẫn gia đình về quê cũ ở huyện Ôn và sau đó dự đoán rằng nơi ấy sẽ trở thành chiến trường, tiếp tục chuyển về Lê Dương. Năm 194, khi Tào Tháo đánh nhau với Lưu Bị, Tư Mã Ý lại đưa gia đình về Ôn huyện. Những nguyên nhân nói về việc Tư Mã Ý phục vụ dưới trướng Tào Tháo có khác biệt, nhưng ông đã chấp nhận chức vụ đầu tiên trong phe Tào Tháo ở tuổi 30. Theo Tấn Thư, Tư Mã Ý rằng nhà Hán sẽ nhanh chóng chấm dứt và không thấy có động cơ gia nhập phe Tào, vốn đã chiếm quyền kiểm soát của nhà Hán. Ông đã từ chối các lời mời của Tào Tháo, viện cớ mình đang bị bệnh. Tào Tháo không tin lý do này và phái người tới nhà ông vào ban đêm để kiểm tra. Biết trước điều này, Tư Mã Ý nằm trong giường cả buổi đêm không cử động. Năm 208, Tào Tháo đã trở thành thừa tướng và ra lệnh cho Tư Mã Ý tới tham chính, nói rằng nếu ông ta lẩn tránh, hãy bắt giữ. Sợ điều không hay sẽ xảy ra khi còn từ chối, Tư Mã Ý cuối cùng chấp nhận giữ chức văn học viện. Tuy nhiên, theo Ngụy Lược, Tào Hồng, người em họ của Tào Tháo, đã yêu cầu Tư Mã Ý tới để được làm bạn với ông ta. Nhưng Tư Mã Ý, vì không đánh giá cao Tào Hồng, đã giả vờ ốm phải chống gậy để tránh gặp mặt ông ta. Tào Hồng tức giận tới gặp Tào Tháo kể lại câu chuyện, sau đó Tào Tháo trực tiếp yêu cầu Tư Mã Ý tới gặp. Chỉ khi ấy Tư Mã Ý mới chính thức theo phe Tào. Dưới trướng Tào Tháo, ông bắt đầu thăng tiến qua các chức vụ Đông Tào Duyện, chức quan chịu trách nhiệm đưa các quan chức vào làm việc, chủ bộ và Tư Mã, chức quan đảm nhiệm hỗ trợ và cố vấn. Năm 215, khi Tào Tháo đánh bại Trương Lỗ và bắt nhân vật này đầu hàng, Tư Mã Ý đã khuyên Tào Tháo tiếp tục tiến về phía nam tới Ích Châu, bởi Lưu Bị vẫn chưa ổn định được quyền kiểm soát ở đó. Tuy nhiên, Tào Tháo không theo lời khuyên này. Tư Mã Ý nằm trong số các cố vấn hối thúc Tào Tháo áp dụng hệ thống đồn điền chế và ủng hộ Tào Tháo lên nắm chức Ngụy Vương. Thậm chí trước khi Tào Tháo mất, Tư Mã Ý đã cận kề với người kế vị ông ta là Tào Phi. Khi Tào Phi được chọn làm thế tử nhà Ngụy năm 216, Tư Mã Ý trở thành trợ thủ đắc lực của Tào Phi. Khi Tào Tháo phân vân giữa việc lựa chọn Tào Phi và Tào Thực, Tư Mã Ý nằm trong số những người ủng hộ Tào Phi và giúp ông lên kế vị. Nhờ thế, Tư Mã Ý được Tào Phi hết lòng tin cậy. Sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi kế vị trở thành Ngụy Văn Đế, Tư Mã Ý đã tham gia vào việc hạ bệ và gạt Tào Thực khỏi vũ đài chính trị. Ông được Tào Phi phong làm Hà Tân Đình Hầu, thăng thừa tướng trưởng sử, dần lên thượng thư, đốc quân rồi ngự sử trung thừa, cải tước vị thành An Quốc Hương Hầu. Năm 221, ông được thăng thị trung, kiêm thượng thư hữu phó xạ. Năm 225, Tào Phi cầm quân tấn công Đông Ngô của Tôn Quyền và giao cho Tư Mã Ý cai quan kinh đô khi ông ta vắng mặt,
Tào Phi coi Tư Mã Ý như Tiêu Hà, người được ca ngợi về những đóng góp lặng lẽ phía sau trận tiền. Ngay sau khi trở về, Tào Phi một lần nữa đánh giá cao Tư Mã Ý, nói khi ta đang ở phía đông, ông đã ở lại kinh đô bảo vệ nó chống lại nhà Thục ở phía tây. Khi ta đi về phía tây đánh Thục, ta sẽ lại để ông ở lại chống lại nhà Ngô ở phía đông. Tư Mã Ý nhanh chóng được thăng chức lục thượng thư sự người đứng đầu các quan thượng thư, ở thời điểm ấy có quyền lực thực tế và trách nhiệm như thừa tướng. Năm 226, khi Tào Phi đã gần chết, ông giao phó người kế vị là Tào Duệ cho Tư Mã Ý, Tào Chân và Trần Quần. Khi Tào Duệ trở thành Ngụy Minh Đế, ông rất tin tưởng Tư Mã Ý và phong cho Tư Mã Ý chức phiêu kỵ đại tướng quân nắm quyền kiểm soát quân đội tại Dự Châu và Kinh Châu vùng biên giới giữa Ngụy và Ngô để chống lại các lực lượng của Tôn Quyền. Năm 220, khi Mạnh Đạt đầu hàng Ngụy và được Tào Phi tin cậy giao chức quản lý Tân Thành, Tư Mã Ý không tin ông ta và can gián Tào Phi đừng trọng dụng Đạt, nhưng ý kiến không được nghe. Năm 227, Mạnh Đạt bắt đầu các cuộc thương lượng với Ngô và Thục, hứa hẹn sẽ quay sang chống Ngụy khi có cơ hội. Tuy nhiên, ông đã lưỡng lự trước những lời hối thúc của Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng đã buộc ông ta phải hành động bằng cách tiết lộ ý muốn làm loạn của Mạnh Đạt cho Thân Nghi, người đang cầm quyền ở Ngụy Hưng. Khi Mạnh Đạt biết âm mưu đã bị lộ, ông ta bắt đầu chiêu tập binh mã để hành động. Sợ Mạnh Đạt khởi binh ngay, Tư Mã Ý gửi cho ông ta một bức thư nói: trước kia, ông hàng Ngụy và được giao phó bảo vệ biên giới chống Thục. Người Thục xuẩn ngốc và vẫn ghét ông vì không chịu theo giúp Quan Vũ. Khổng Minh cũng vậy, và ông ta đang tìm cách tiêu diệt ông. Có lẽ ông cũng cho rằng tin ông chuẩn bị làm loạn chỉ là một âm mưu của Lượng thôi. Mạnh Đạt đọc thư cho rằng mình không còn nguy hiểm gì nữa và không gấp rút chuẩn bị. Ông tin rằng Tư Mã Ý đang phải chấn giữ vùng biên giới giữa Ngụy và Thục, phải mất hàng tháng để về gặp Tào Phi xin quân rồi mới tới Tân Thành được. Tuy nhiên, Tư Mã Ý ngay lập tức lên đường tới Tân Thành trong 8 ngày, nhanh chóng đánh bại Mạnh Đạt còn chưa kịp chuẩn bị và giết ông ta. Hành động này đóng góp trực tiếp vào thành công của trận Nhai Đình khiến Tư Mã Ý càng nổi tiếng. Đại Tư Mã Tào Chân, người từng chỉ huy cuộc phòng ngự chống lại những cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng chết năm 231, Tư Mã Ý lên thay chức và lần đầu tiên đối mặt với các đội quân của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý giữ quân đồn trú, chiến lược của ông là đợi cho quân Thục phải gặp khó khăn vì việc tiếp tế quân lương. Ông tránh giao tranh với quân Thục trong mọi tình huống và bị các tướng dưới quyền chế nhạo, họ cho rằng ông là nhân vật nhút nhát. Khi không thể phòng thủ mãi, ông đành phải cho các tướng tấn công các vị trí của quân Thục, nhưng họ bị đánh thua nặng và mất 3.000 quân, 500 bộ giáp và 3.000 nỏ. Khi cuối cùng Gia Cát Lượng phải rút lui, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Cáp đuổi theo, Trương Cáp bị phục kích và bị giết, việc này dấy lên hai nghi vấn. Tư Mã Ý dù biết Gia Cát Lượng sẽ phục kích, nhưng vì chủ trương muốn tiêu diệt Trương Cáp nên đã mượn đao giết người. Tư Mã Ý đã thực sự bị trúng kế của Gia Cát Lượng nên khiến Trương Cáp bị giết. Ngụy Lược viết, quân Lượng lui về, Tư Mã Ý sai Cáp đuổi theo, Cáp nói, quân Pháp dạy, vây thành tất phải mở lối thoát cho giặc, quân địch chạy chớ nên đuổi theo. Ý không nghe, Cáp bất đắc dĩ, phải tiến binh. Vì quân Thục bố trí mai phục trên núi cao, cung nỏ bắn loạn xạ, Cáp bị trúng tên vào bắp đùi. Tuy nhiên, các nhà sử học khác lại có ý kiến rằng, việc Trương Cáp đuổi theo Gia Cát Lượng và bị phục kích tự trận ở Kiếm Các là do chính chủ ý của Trương Cáp chứ không phải do chủ ý của Tư Mã Ý. Trận đánh thứ hai giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng diễn ra năm 234. Tư Mã Ý một lần nữa biết rằng vấn đề của quân Thục chính là tiếp lương và ra lệnh cho Tư Mã Chiêu giữ quân phòng thủ đợi quân địch mệt mỏi. Hai đội quân đã đối đầu tại đồng bằng Ngũ Trượng. Dù nhiều lần bị Gia Cát Lượng khiêu chiến, Tư Mã Ý không cho quân tấn công. Để kích động Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng gửi cho Ý quần áo đàn bà, kèm theo bức thư Trọng Đạt chui rúc trong thành không dám ra nghênh chiến, thì có khác chi đàn bà. Nếu muốn xưng danh là người quân tử và còn biết liêm sĩ, thì hãy ra ngoài thành đọ tài cao thấp, nếu không thì hãy mặc bộ quần áo này vào. Các tướng Ngụy tức điên muốn ra đánh. Để dỗ dành các tướng lĩnh, Tư Mã Ý viết thư cho Hoàng đế Tào Duệ xin ra đánh. Tào Duệ biết ý của Tư Mã Ý không muốn đánh, nên cho Tân Tỳ ra khuyên sĩ tốt giữ bình tĩnh. Tư Mã Ý có được lệnh của Hoàng đế, vì vậy cứ đóng chặt cửa thành không ra. Gia Cát Lượng lại gửi một sứ giả tới khiêu chiến. Tư Mã Ý không bàn luận việc quân mà chỉ hỏi công việc của Gia Cát Lượng.
Sứ giả đáp Gia Cát Lượng đích thân điều hành tất cả công việc lớn nhỏ trong quân, từ việc chiến thuật đến việc ăn uống của sĩ tốt, nhưng bản thân Lượng lại ăn rất ít. Tư Mã Ý sau đó đã nói với thuộc hạ rằng Gia Cát Lượng không thể sống lâu. Sau đó Gia Cát Lượng lao lực mà chết, quân Thục lặng lẽ rút quân, nhưng giữ kín việc không phát tang. Tư Mã Ý được dân địa phương báo tin Lượng đã chết liền xua quân truy kích. Tuy nhiên tướng Thục là Khương Duy và Dương Nghi cho quay lại giả cách như muốn đánh. Tư Mã Ý thấy vậy sợ rằng Gia Cát Lượng chỉ giả chết liền cho lui quân. Việc Tư Mã Ý còn sống phải bỏ chạy trước một Gia Cát Lượng đã chết khiến người khi ấy có câu nói Gia Cát chết cũng đuổi được Trọng Đạt sống. Khi Tư Mã Ý biết việc này, ông cười và nói ta có thể chiến đấu với người sống chứ không phải người chết. Sau khi Vô Khâu Kiệm không thể đánh bại các lực lượng của Công Tôn Uyên ở Liêu Đông và Công Tôn Uyên đã tự phong làm Yên Vương, Tào Duệ trao cho Tư Mã Ý nhiệm vụ tấn công Công Tôn Uyên. Tư Mã Ý hai lần đánh bại Công Tôn Uyên trên chiến trường và buộc ông ta phải rút lui về Tương Bình và chuẩn bị bao vây. Trời đột ngột đổ mưa lớn khiến cuộc chiến gián đoạn, nhưng ngay khi mưa tạnh, Tư Mã Ý tung ra một cuộc tấn công tổng lực. Công Tôn Uyên và các con bị giết khi chạy trốn. Khi Tào Duệ sắp chết, ông nghi ngờ Tư Mã Ý và sắp xếp kế hoạch gạt Tư Mã Ý ra khỏi triều đình của người kế vị là Tào Phương. Ông muốn giao phó Tào Phương cho người chú là Tào Vũ với chức nhiếp chính, cùng với Hạ Hầu Hiến, Tào Sảng, Tào Triệu và Tần Lãng. Tuy nhiên, hai vị quan được ông tin tưởng là Lưu Phóng và Tôn Tư không thân thiết với Hạ Hầu và Tào Triệu sợ hãi về việc được phong làm các quan nhiếp chính và tìm cách thuyết phục ông đưa Tào Sảng là người họ thân thiết cùng Tư Mã Ý khi ấy đang chỉ huy quân tại cấp huyện thuộc Tân Hương, Hà Nam ngày nay và là người Lưu Phóng cùng Tôn Tư thân thiết làm nhiếp chính thay thế. Tào Vũ, Tào Triệu và Tần Lãng bị gạt khỏi kế hoạch. Ban đầu, Tào Sảng và Tư Mã Ý cùng chia sẻ quyền lực, nhưng Tào Sảng nhanh chóng dùng một số thủ đoạn chính trị để đề cao Tư Mã Ý với các chức danh như Đại Thái Phó, trong khi gạt bỏ quyền lực thực sự khỏi tay ông ta. Tào Sảng sau đó đưa ra mọi quyết định quan trọng và không cần hỏi ý kiến Tư Mã Ý. Nhanh chóng, vây cánh của Tào Sảng gồm Đặng Dương, Lý Thắng, Hà Yến và Đinh Mật, những người được biết đến về tài năng nhưng thiếu khôn ngoan, được giao những vị trí quyền lực và họ trục xuất mọi vị quan không cùng phe cánh với mình khỏi triều đình. Tư Mã Ý vẫn được nắm quyền chỉ huy quân đội cả việc đánh bại cuộc tấn công lớn của Đông Ngô năm 241, nhưng không có quyền lực trong triều đình. Năm 244, Tào Sảng cũng muốn có danh tiếng quân sự của riêng mình, tung ra một cuộc tấn công lớn vào thành phố biên giới lớn của Thục Hán ở Hán Trung, Tứ Xuyên ngày nay, mà không chuẩn bị kỹ càng về hậu cần. Hai bên ở thế giằng co, nhưng sau khi các lực lượng Tào Ngụy hết lương thực, Tào Sảng buộc phải rút lui với tổn thất lớn về nhân mạng. Tuy nhiên, dù thua trận, Tào Sảng vẫn nắm thực quyền. Năm 247, Tư Mã Ý chán nản với hoàn cảnh hữu danh vô thực của mình, cáo ốm xin về vườn. Tào Sảng phái Lý Thắng tới dò la có phải Tư Mã Ý ốm thật hay không, Tư Mã Ý đóng giả và lừa được Lý Thắng. Năm 249, Tư Mã Ý ra tay. Khi Tào Phương và Tào Sảng ở bên ngoài thủ đô để tới thăm mộ Tào Duệ, thì Tư Mã Ý với sự trợ giúp của một số vị quan chống Tào Sảng, tuyên bố có được mệnh lệnh từ Quách Thái Hậu vợ Minh Đế Tào Duệ, đóng tất cả các cổng thành Lạc Dương và gửi một thông báo tới Tào Phương, buộc tội Tào Sảng kiềm chế lũng đoạn triều đình và yêu cầu Tào Sảng cùng anh em của ông ta phải bị cách chức. Tào Sảng hoảng sợ không biết phải làm thế nào. Thậm chí khi đã được cố vấn là Hoàn Phạm gợi ý mang Tào Phương chạy đến kinh đô khác ở Hứa Xương để phát hịch gọi quân các trấn về chống lại Tư Mã Ý, Tào Sảng chọn cách đầu hàng với lời hứa của Tư Mã Ý rằng sẽ cho ông ta giữ lại mọi chức danh. Tuy nhiên, Tư Mã Ý nhanh chóng nuốt lời và hành quyết Tào Sảng cùng tất cả phe cánh cùng họ hàng của họ vì tội phản bội. Sau khi chiếm quyền, Tư Mã Ý cẩn thận gạt bỏ tất cả mối đe dọa tiềm tàng với quyền lực của mình. Ông nhanh chóng thực hiện dự định chiếm đoạt bằng cách buộc Tào Phương trao cho ông cửu tích, một dấu hiệu thoán đoạt và sau đó lại từ chối. Vị vua 18 tuổi Tào Phương không còn chút quyền lực nào. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã thu phục được lòng dân khi tiêu diệt tình trạng tham nhũng và sự quan liêu thời Tào Sảng, thăng chức cho một số vị quan thanh liêm. Sau sự việc này, Tư Mã Ý được thăng thừa tướng, tiến tước An Bình quận công, vào triều không gọi tên. Thế, nhưng Tư Mã Ý giả vờ khiêm nhường, chỉ nhận Thái Phó, tước Vũ Dương Hầu. Sử sách gọi là Cao Bình Lăng chi biến hay Chính Thủy chi biến.
Năm 249, vị tướng nhiều quyền lực Vương Lăng, người nắm trách nhiệm chỉ huy thành phố chiến lược Thọ Xuân, Lục An, An Huy ngày nay âm mưu nổi dậy chống lại quyền lực của Tư Mã Ý. Cùng với sự giúp đỡ của Sở Vương Tào Bưu và cũng là một con trai của Tào Tháo, người được dự định sẽ lên thay Tào Phương. Năm 251, Vương Lăng đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch thì bị hai vị quan dưới quyền là Hoàng Hoa và Dương Hoàng phản bội tiết lộ cho Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhanh chóng tiến quân về phía đông trước khi Vương kịp chuẩn bị và hứa sẽ tha cho ông ta. Vương Lăng biết mình không thể chống lại và đầu hàng, nhưng một lần nữa Tư Mã Ý nuốt lời buộc Vương Lăng và Tào Bưu phải tự sát. Tất cả gia đình Vương Lăng cũng như gia đình những người thuộc phe phái của ông đều bị giết. Sau khi gia đình mình đã kiểm soát được nước Ngụy, Tư Mã Ý qua đời ngày 7 tháng 9 năm đó, hưởng thọ 73 tuổi. Thụy hiệu là Văn Trinh, sau cải Văn Tuyên, táng ở Thủ Dương Sơn, tức dưới chân núi xây dựng Thủ Dương Lăng của Tào Phi. Con trai ông là Tư Mã Sư lên thay quyền chấp chính Tào Ngụy. Trương Đễ, thừa tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, đánh giá nhà Tào Ngụy không được lòng dân, họ Tư Mã đã thừa cơ chuẩn bị việc giành ngôi từ lâu. Tào Tháo dẫu công trùm Trung Hạ, uy chấn tứ hải, nhưng ưa chuộng quyền thuật, chinh phạt không thôi, dân sợ oai mà không nhớ đức vậy. Phi, Duệ nối ngôi, còn tàn ngược hơn, trong xây cung thất, ngoài sợ hùng hào, đông tây rong ruổi, không năm nào yên, họ gây mất lòng dân, đã lâu ngày rồi. Cha con Tư Mã Ý từ khi nắm quyền, nhiều lần lập công, dẹp bỏ Hà Khắc mà ban bố ân huệ, vì họ mưu đồ làm chúa mà cứu chữa căn bệnh ấy, lòng dân theo về, cũng đã lâu rồi. Bởi thế Hoài Nam ba lần loạn, mà phúc tâm không dối, cái chết của Tào Mao, tứ phương chẳng động. Gốc rễ của họ vững chắc rồi, gian kế đã lập rồi. Sau khi nhà Đông Hán sụp đổ, niềm tin của mọi người bắt đầu thay đổi rằng quyền kế tục nhà Hán đã được chuyển sang nhà Thục Hán. Trước đó, Tư Mã Ý được coi là nhân vật được ca ngợi trong tấn thư và trên thực tế đã được sùng bái. Sau đó, Tư Mã Ý bắt đầu mất thanh danh, một quan điểm được ghi lại trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tiểu thuyết này, Tư Mã Ý được khắc họa là một nhân vật rất tham vọng, xảo trá, không thành thật, chỉ phục vụ lợi ích dòng họ và để lại di sản để các con cướp quyền lực về cho gia đình. Về mặt lịch sử, nhiều lời bình hoặc mâu thuẫn hoặc đơn giản không tồn tại, và dường như được lấy từ các đặc điểm tưởng tượng của La Quán Trung hay từ những câu chuyện dân gian đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bởi những đóng góp của Tư Mã Ý cho nhà Tào Ngụy là đáng kể, cuộc tranh luận về di sản của ông nằm ở việc đâu là động cơ hành động của ông. Một cuộc tranh luận đã kéo dài đến tận ngày nay và dường như sẽ không bao giờ chấm dứt về việc Tư Mã Ý có ý giúp Tào Ngụy như Hoắc Quang đã làm thời nhà Hán, hay ông hành động là vì tham vọng giành ngôi như nhà Tân có thời gian tồn tại ngắn ngủi của Vương Mãng. Tuy nhiên, ông đã chết chỉ vài năm sau khi giành lại quyền lực từ Tào Sảng, không để lại câu trả lời rõ ràng về những ý định của ông cho các thế hệ sau. Về sau, con trai ông Tư Mã Chiêu được phong Tấn Vương, ông được con trai Tri Tôn làm Tấn Tuyên Vương. Đến khi cháu nội ông là Tư Mã Viêm lập ra nhà Tấn, Tư Mã Ý được Tri Tôn làm Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế. Truyền thuyết về Tư Mã Ý. Một truyền thuyết về Tư Mã Ý nói rằng ông có thể quay đầu 180 trên cổ để nhìn về đằng sau mà không cần quay người. Đặc điểm này được xem là giống như con chim cú. Truyền thuyết cũng nói rằng khi Tào Tháo nghe được về việc này và muốn tự mình xem xét, Tào Tháo tới đằng sau Tư Mã Ý và gọi tên ông, và quả thực đầu ông quay được xung quanh. Theo Tấn Thư, khi Tào Tháo biết việc này, ông rất cẩn trọng với Tư Mã Ý, nói rằng người này ẩn giấu tham vọng to lớn. Tào Phi sau này cũng có nhận xét tương tự. Người này có thể không chỉ có ý định đơn giản là một thủ túc,